xin chào cả nhà. Và hôm nay đến với mục chia sẻ cây thú thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một loại cây. Loại cây này thì các bạn biết rồi, nó là một loại cây được trồng khá nhiều ở các khu đô thị nha. Cây này rất là cao nha cả nhà. Đây, chiều cao của nó thì mình chiều cao của nó đây. Đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bài cái mẹo các bạn trị sâu răng nha. Trị sâu răng từ cái lá bàn non này nha cả nhà. Đây là cái lá bàn nha. Lá bàn. Và các bạn hái cho mình là các bạn biết rồi, sâu răng thì rất là khó chịu nha. Thì trong đông y thì tôi đã có rất là nhiều bài thuốc chia sẻ đến cái bệnh đau răng. Đau răng từ đau răng để điều trị là các bạn có thể sử dụng là cây bồ cua vẽ các bạn xong. Xong bồ cua vẽ thì tôi có quay trong kênh của tôi rồi. Và bài thuốc thứ hai nữa là trị về bằng dầu dừa. Các bạn có thể kết hợp với dầu dừa để các bạn trị về cái sâu răng. Rồi bài thuốc thứ rồi các bạn dùng dầu dừa các bạn đốt và các bạn nhét vào trong cái kẽ chân răng nha. Và có thể là kết hợp là lá ổi để các bạn trị về sâu răng. Nhưng hôm nay là cái lá bàn này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là trị về sâu răng cũng khá là hiệu quả nha. Mà nó còn giúp sát trùng những cái vấn đề về răng như nhiệt miệng. Nhiệt miệng rồi bị lỡ miệng á. Các bạn có thể sử dụng cái bài thuốc này luôn. Bài thuốc này là đây là cây lá bàn nha. Bằng. Cái cây bàn của nó mùa này thì trái ở trên cao nên tôi không có hái trái cho cả nhà được. Nhưng mà riêng về cái cây này thì các bạn kết hợp cho tôi là các bạn hái cho mình là nữ là 7 lá nha. Nam là 7 lá, nữ là 9 lá. 9 cái lá to như vậy nha. Các bạn hái cho mình cái lá to như vậy. Đó, lá to như vậy, ô kiến nhiều quá. Đây là lá to như vậy nha cả nhà. Bạn hái cho mình cái lá to như vậy. Các bạn đem về và các bạn rửa sạch nha. Các bạn rửa sạch. Các bạn rửa sạch cái lá bàn này và các bạn xếp vào trong cái rổ để cho nó ráo nha. Nam thì 7 lá, nữ thì 9 lá các bạn hái. Và các bạn lưu ý là nên hái vào lớp buổi sáng sớm nha. Bởi vì buổi sáng sớm thì sau khi thức dậy thì cái lá bàn này nó tinh chất của nó vẫn còn nguyên, nó chưa có hoàn hợp nha. Thì các bạn có thể sử dụng là từ sáng sớm các bạn đi hái cái lá bàn này về rồi. Và các bạn bỏ vào trong các bạn rửa sạch và các bạn xếp vào trong. Các bạn bỏ lên và các bạn dùng dao. Các bạn dùng dao các bạn thấy mỏng nó ra. Thấy mỏng cái lá bàn này ra và các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng 2 thìa cà phê muối nha. 2 thìa cà phê muối và nửa lít nước nha cả nhà. Còn không thì các bạn có thể đổ cho mình vào trong đó là 3 chén nước. 3 hoặc 4 chén nước nha. Với muối. Và các bạn cho vào trong cối sinh tố là hỗn hợp đó là muối và lá bàn và nước nha, nước lọc nha. Các bạn bỏ và các bạn bấm nút và các bạn xay cho nó nhuyễn ra. Xay nhuyễn ra và các bạn có thể sử dụng một cái rây hoặc là một cái miếng vải sạch. Các bạn lọc cái phần mà các bạn đã xay được á, các bạn lọc ra. Lọc ra và các bạn bỏ vào trong cái tủ lạnh á. Khoảng lá bàn mà khoảng cỡ như vậy là được rồi. Không cần to, các bạn hái những cái lá bánh tẻ như vậy này. Những cái lá như vậy là vừa rồi nha. Từ nam thì 7, nữ 9 lá. Các bạn bỏ vào trong cái thớt các bạn xắt cho mình nhỏ nhỏ ra. Các bạn cứ cho mình là khoảng từ 3 đến 4 chén nước. Nhà 3 đến 4 chén nước. Các bạn xay ra và các bạn cho muối và các bạn xay luôn nha. Xay nhuyễn ra nha. Và các bạn dùng cái rây hoặc là cái miếng vải mỏng mà các bạn lọc lấy cái phần nước và các bạn để vào trong, bỏ vào trong một cái keo, cái hũ gì đó nha. Các bạn bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Và mỗi khi mà các bạn đi ngủ các bạn có thể sử dụng cái hỗn hợp này, các bạn súc miệng nha. Các bạn súc miệng. Súc miệng trước khi các bạn súc rồi các bạn không cần súc miệng lại trước khi các bạn đi ngủ nha. Các bạn ngậm. Các bạn ngậm liên tục những cái nhiệt miệng như là bị lỡ miệng hay là bị ê răng hay là bị buốt răng là bị nhức răng sâu răng, có thể các bạn có thể kết hợp cái bài thuốc này luôn được luôn nha. Từ cái lá bàn này trị sâu răng cũng khá là hiệu quả. Các bạn coi kỹ cái lá bàn này đã dùng những cái lá mình bứt như hồi nãy là được, bỏ vào trong cái cối và các bạn xay. Các bạn ngậm khoảng từ 15 đến 20 phút là được nha. Ngậm các bạn xúc á, là các bạn nó trị hiệu răng là khá là hiệu quả luôn. Nó chuyên về sâu răng thì cái loại lá này là loại lá được ưa chuộng và được sử dụng để điều trị về sâu răng. Sâu răng rất là hay và tuyệt vời.
Đó, sâu răng thì các bạn có thể là các bạn hái và lưu ý cho mình là hái vào lúc sáng sớm nha. Các bạn lưu ý là hái cho mình vào lúc sáng sớm. Hái cho mình vào lúc sáng sớm với cái lá bàng này. Bạn đem và các bạn bỏ vào trong cái cối các bạn xay. Xay nhuyễn ra và các bạn rây lấy cái nước và các bạn ngậm. Ngày nào cũng ngậm nha cả nhà. Buổi sáng thì các bạn có thể ngậm và các bạn ngậm rồi sau các bạn có thể dùng để các bạn đánh răng xong các bạn có thể ngậm luôn cũng được. Cái vấn đề về sâu răng thì các bạn biết là rất là khó chịu nha. Sâu răng đó là khó chịu, đau nhất. Rồi bây giờ ở ngoài thì bây giờ nha khoa thì những bệnh sâu răng thì người ta nếu mà được thì người ta sâu răng thì người ta sẽ lấy tủy và người ta nhổ luôn cái răng đó. Còn không thì ví dụ như mà các bạn bị sâu răng thì ta trám là sau này nó vẫn còn đau nha. Thì các bạn có thể kết hợp cái lá bàng này các bạn sử dụng. Còn không thì các bạn có thể sử dụng cái lá ổi cũng được. Lá ổi tôi có nói nhiều trong kênh của tôi là các bạn dùng cái lá ổi già đó các bạn nấu với muối và các bạn cũng ngậm. Ngậm thường xuyên như vậy nha. Đó, đây là cây bàng. Các bạn xay chung nước lọc với muối với lại cái lá này. Nam thì 7, nữ 9 lá. Bạn xay. Các bạn có thể đổ vào cho mình là nửa lít nước cũng được. Làm nhiều tí xíu cũng được. Không có sao hết. Còn ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng là các bạn sử dụng nước muối nha. Nước muối thì các bạn mua muối hột á, mua muối hột về và các bạn nấu cái muối hột, cái tinh vi cái muối hột các bạn nấu ra thành cái dạng gọi là dạng đặc nha. Và các bạn pha với nước trắng á, các bạn pha vào trong cái chai nhỏ nhỏ và các bạn để ngay chỗ súc miệng á. Các bạn khò và các bạn ngậm cái muối để bảo vệ răng nha. Có nhiều cách để bảo vệ răng lắm. Đây là cái cây lá bàng này, hôm nay tôi chỉ cho cả nhà, lá bàng non này. Và chúc các bạn sẽ có một hàm răng chắc khỏe với bài thuốc của tôi nha. Gửi tới cả nhà bài thuốc và nha, nếu ai mà bị sâu răng thì các bạn có thể là các bạn sử dụng bài thuốc này được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video khác.